À, xin kính chào quý khán giả của đài à, truyền hình à, Việt TV. À, rất cảm ơn quý vị đã à, đón xem cái chương trình. Và đây là một cái chương trình live show đầu tiên à, chúng tôi nói về tài chánh, à, đầu tư và địa ốc. À, thì chương trình này à, được phối hợp với anh à, Trần Huy Phương S. -Work. À, Chắc có lẽ đây quý vị cũng sẽ biết một hương mặt rất là thân quen đối với San Jose của chúng ta. Mời anh Phương có vài lời với khán giả đây À, chào các bạn. Phương cảm ơn các bạn đang chọn coi chương trình rủng Đỉnh TV và mong rằng các bạn sẽ thích chương trình này chứ đừng có đổi qua channel khác và sẽ vòng trở lại coi tuần tới, tuần tới và tuần tới nữa ha. Thì Phương cũng đã từng à, nói chuyện trước đám đông nhiều lần rồi và lên TV thường xuyên trong suốt cả à, hơn 10 năm qua. Nhưng mà lần đầu tiên mình lại uh, lên tivi và không những lên tivi mà lại làm live show live nữa. Uh, thực sự ra là cũng hết sức là rung. Uh, mong rằng các bạn sẽ giúp Phương Bớt rung bằng cách gọi điện thoại vô uh, cho chương trình uh, cùng tham gia chương trình này. Uh, ngay bây giờ Phương nói trước đó là số điện thoại là 408 459 và 3000 uh, 408 459 3000. Thì uh, đây là một cái chủ đề về tài chánh, địa ốc và uh, đầu tư thì uh, uh, chút xíu nữa anh phương sẽ đưa ra nhiều cái vấn đề rất là hấp dẫn nhưng mà quý vị lưu ý một điều uh, như anh phương vừa mới nói sự tham gia của quý vị sẽ đem lại một cái chương trình rất là hào hứng và hay đó người quý vị quý vị có tất cả những câu gì mà thắc mắc nhất về tài chính địa ốc hoặc là uh, đầu tư nói chung quý vị cảm thấy có những cái gì thì quý vị cứ vừa uh, vừa xem TV vừa đặt câu hỏi trực tiếp thì uh, xin nhắc lại với quý vị uh, số điện thoại là 408 459 3000. À, xin hỏi anh Phương, uh, anh nghĩ thế nào mà anh lại dùng cái từ rủng rỉnh anh? <laughs> Một cái từ rất là rất là lạ và cũng rất là hay. Anh có thể cho biết sơ tại sao anh chọn rủng rỉnh? Well, cái tên rủng rỉnh đó là Phương đã đặt ra cho cái uh, website của phương cái 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 blog site là rũng đỉnh com ha phương mời nếu các bạn mà có thời gian có điều kiện hãy vô rũng đỉnh com coi những bài viết của phương phương đã viết khoảng năm sáu năm nay rồi lý do phương chọn cái tên rũng rỉnh này đó là thứ nhất đó là phương muốn chia sẻ với các bạn chúng ta cùng học hỏi những cái phương cách làm giàu cùng với nhau À, và à, phương thích xài những cái chữ nhỏ nhỏ những cái chữ bình dân cho nên thay vì xài những cái chữ cao sang như là à... Wow, phương thích xài những cái chữ bình dân thì cái 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 từ rũng rỉnh nghe nó vui tai và nó bình dân à, à, thật ra thomas cũng lần đầu tiên nghe cái chữ rũng rỉnh mới đầu cảm giác giống như một oh cái gì vậy ta rủng rỉnh nhưng mà khi uh, như anh Phương vừa giới thiệu Thomas vào website của anh cũng như uh, tham khảo nhiều cái vấn đề và những chương trình tài chính của anh thì chữ rủng rỉnh nó rất là hay quý vị tại vì á uh, rủng rỉnh là gì là tiền nó rủng rỉnh rủng rỉnh nó vào túi mình đó quý vị mà nếu như mà quý vị mà không đầu tư đúng cũng như không có những cái phương thức á, thì nó sẽ rung rinh đó là một trong những cái vấn đề mà Thomas thấy cái chữ rung rinh rất là hay cơ quý vị uh, thì uh, À, chắc chắn quý vị rất là thích rủng rỉnh đúng không? Đương nhiên phải học Đó là điều mà theo như Thomas biết à, Một cái một cái đầu tư hay một cái financial plan Của chính bản thân cũng như gia đình Chúng ta cần phải am hiểu Về những cái điều luật liên quan rất là nhiều Phải không anh Phương? Thì à, để đi vào chủ đề một chút Mời anh có thể nói sơ Về cái uh, vấn đề mà mình thế nào Sơ khởi một chút là làm thế nào mình để mình đầu tư một cách chính xác. Well, uh, cảm ơn câu hỏi của anh ha. Nhưng mà trước khi uh, Phương đi trả lời thẳng vô cái câu hỏi của anh, cho phép Phương được chia sẻ với các bạn tí xíu lý do tại sao mà Phương lại uh, quyết định mở uh, những cái lớp học dạy người ta cách đầu tư. Uh, thì uh, hồi nhỏ Phương rất là nghèo à nghèo nghèo sơn nghèo sát nghèo đến những khi mà không có cơm để ăn luôn thấy không à rất là ước mơ được một ngày nào đó mình có à, ở được một căn nhà đẹp chiếc xe à, lái được chiếc xe ngon đồ này nọ thấy không nhưng mà cứ phải à, nghèo suốt một thời gian dài nhưng mà cũng nhờ trời và nhờ à, phấn đấu thì lúc này cũng đã đạt được những cái mơ ước về tài chánh của mình rồi và cái nghề chánh của phương đó là cái nghề uh, phương là real estate và mortgage broker uh, phương giúp người ta mua bán nhà và làm loan ha nếu các bạn có nhu cầu cần thì và các bạn ở trong vùng san jose này thì làm ơn cho phương một cơ hội để phục vụ số yeah. điện thoại của phương là 408 888 7668 nhưng mà để phương nói tiếp là trong cái trong cái trong cái nghề uh, uh, giúp người ta mua nhà bán nhà và làm luôn như vậy đó thì hầu hết những 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 người khách đến gặp Phương đó là Phương đều thấy uh, tài chánh của họ cả, không? Uh, Phương biết là họ có nhiều tiền hết tiền làm lương bao nhiêu tiền bạc để ở đâu thì Phương thấy người Việt của mình uh, có rất là nhiều cái hay nhưng mà cũng có một vài cái điểm dở. Đấy? Uh, thì trong cái lớp học dạy về đầu tư uh, stock investing của Phương đó. Uh, phương có nói đó để mà thực sự thành công để mà thực sự hạnh phúc đó con người ta cần phải có bốn cái quan hệ tốt với lại tiền bốn à, quan hệ đó là gì thứ nhất đó là làm ra tiền là make money đấy right. cái thứ nhì đó là mình phải biết cách để dành tiền save money cái thứ ba là phải đầu tư tiền không đó là invest money và cái thứ tư đó là phải biết enjoy tiền phải biết hưởng thụ tiền nữa à, thì 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 à, người việt mình đó à, trong cái truyền thống đó là hiếu học không? Và khi mà học đó học cái gì? Học cách làm ra tiền không à. Nó mình rất là giỏi cái chuyện make money. Uh, in fact đó là mặc dù đó là gần như là phương với anh đây không? Với bao nhiêu người đang ngồi coi chương trình này đều là first generation mình là sanh ra ở bên Việt Nam và và qua đây định cư mà mình là là một người di dân chân ướt chân ráo đến nước này mà trong một thời gian ngắn từ từ vài năm đến vài chục năm thôi mà mình đã có cơ ngơi biết bao nhiêu người Việt hiện giờ đang là triệu phú, anh anh, anh, yeah, anh đúng anh rồi đồng ý với tôi yeah. không? Đấy, uh, mình làm có tiền giỏi lắm và cha mẹ uh, con cái uh, lớn lên ở đây học hành rất là giỏi, cha mẹ còn bắt tụi nó học thêm đủ mọi thứ hết. Có nghĩa là cái step đầu tiên là mình ok rồi phải không? Dạ, yeah. <laughs> yeah, quý vị. Và, và cái step thứ nhì actually đó mình cũng uh, tốt hơn so với dân bản xứ ở đây để dành tiền là để dành, tiền, gì là để dành, dành đúng, hơn đúng không? Dạ c yeah, yeah. lại. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà đến oh, skip cái step uh, thứ ba đi, nhảy qua cái step thứ tư là về hưởng thụ tiền. Ờ uh, well, cái đó mình hình như hơi yếu hả? Có có, có, no, có nhiều người biết rất là biết hưởng thụ tiền. Không nhưng đấy, mà Thomas thấy mà quá cái đó yếu ừ. đó nha. Cái đó yếu. Nhưng yêu. mà có những người lại không có biết hưởng thụ tiền. In yes. fact có rất là nhiều người rất giàu là nhưng rất mà lại cứ 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 tiền cứ nhét trong nhà yeah, băng không à totally. đi làm đầu tắt mặt tối luôn. Yeah. À, tiền để một đống đó mà không bao giờ biết vacation là gì, không bao giờ biết hưởng thụ là yeah. gì à, và nhất là không bao giờ biết cái niềm hạnh phúc của đi giúp đỡ những người nghèo khổ hơn yeah. mình. Đấy, à, họ cứ giữ tiền đó chỉ biết giữ tiền ở đó thôi. Bây giờ nói đến cái phần thứ ba là phần đầu tư về tiền, cái quan hệ thứ ba à, đầu tư về tiền thì à, hầu hết người Việt mình nó ở hai cái extreme hai của hai cái cái cực một đó, khi là đầu tư đó là một người ta quá bảo thủ quá bảo thủ quá cẩn thận đi tiền cứ để không trong nghe nhà là bang, là, không? là đấy là hoặc là nhét dưới gầm giường quá nhiều lo lắng phải không? Yeah, không là... Nghĩa là không biết bỏ chỗ nào cho nó đúng là có hoặc tiền là... có có tiền mà cứ cứ để nhà băng không à không 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 dám đầu tư chỗ khác cứ sợ bị mất bị mất vốn hai đó là là đầu tư theo kiểu quá uh... kỹ lưỡng không phải kỹ lưỡng là bên này à, đấy, nhà là con. là quá 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 phiêu lưu đấy à, là cứ nghe người ta nói mua cái gì là cứ mua đánh tầm bậy tầm bạ thua thua tán gia bại sản hết đấy chẳng hạn như là à, trong cái đợt mà dotcom bubble nó bể rồi, bao nhiêu người Mỹ này chết mà việt nam mình nhất là ở vùng này thung lũng điện tử đấy, đi làm những cái nghề trong trong high tech thì đầu tư cũng mua toàn là high tech lúc mà high tech nó, nó rớt mình cũng chết well luôn đấy luôn. và sau đó vài năm sau đó thôi đấy, cái bài học còn ngay ở đó đó mà vẫn cứ đi mua nhà tùm lum ta la à, rất đấy. cảm ơn anh phương <laughs> chia sẻ cái điều này có lẽ đó là một trong những cái vấn đề mà à, thomas thấy rằng là anh phương đã đưa thẳng vào vấn đề đối với cộng đồng việt nam của chúng ta đó quý vị ừ. đó là những điều mà à, tại sao chúng tôi thực hiện cái chương trình rúng rỉnh này là vậy bởi vì cái ước mơ của chúng ta đều muốn làm ra nhiều tiền và có một cái cuộc sống tốt hơn đó là cái chuyện à, nhất là người việt chúng ta ai cũng có cái sức mạnh đó thì quý vị vừa thấy anh phương nói cũng đã nhìn thấy ảnh rồi cái niềm đam mê đó gần như đã thấy nó thể hiện trên cái những cái cái văn chương cũng như là cái gương cái mặt của anh rồi niềm đam mê về làm giàu đó là một trong những đề chúng ta thấy được người việt chúng ta rất là hay ở cái bước step one nhưng anh phương đã chia sẻ rất là chính xác và có lẽ nói thẳng đến quý vị một điều là chúng ta cũng biết cũng muốn làm giàu cũng có niềm đam mê nhưng đi chưa có đúng hướng đó là cái điều mà sai nhất của chúng ta là cứ nghe không à và cứ nhìn người ta làm thôi à nhưng mỗi một người một cái hoàn cảnh tài chánh một cái số tiền nó khác nhau phải không anh phương yeah. rồi mỗi người có một cái nói chung là về vấn đề tài chánh không ai giống ai thì chính điều đó chúng ta muốn đi đúng đường thì nên cần phải học phải không anh phương đó là quý ông vị... bà mình nói muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học đấy à, cha mẹ việt nam đó tại phương cũng có hai đứa con nhỏ rất là khuyến khích con cái mình học Đấy, bà xã phương bắt con phương học số chán luôn <laughs> I em mean, ấy học nhiều khi mình thấy tội nghiệp tụi nó đi học trong trường về làm homework chưa kịp xong ăn vội ăn vàng bắt đi học thêm học võ học uh, piano học bơi học chơi tennis học soccer rồi uh, học tiếng việt Đấy không I mean thấy 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 nhiều khi thấy tụi nó không là... còn thời giờ để mà chơi luôn đẩy con nít đi học rất là dữ nhưng mà bản thân mình đó thì lại lười biếng không chịu đi học à, à, người Mỹ có những cái điều rất là giỏi phương sống ở Mỹ được ba mươi mấy năm nay rồi phương à, thấy người 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 Mỹ nói chung đó họ chịu khó họ đọc sách lắm Thế, à, các bạn lên amazon.com các bạn thấy là có sách bao la trên trển và rất là nhiều văn sĩ Mỹ không? những người viết sách đó họ họ khi mà họ thành công rồi họ thành triệu phú, tỷ phú là rất là giàu. Còn Việt Nam đố các bạn kiếm ra được một người nào mà viết sách mà làm giàu nổi. Yeah. Đó, hey, đó, đó là, là cái đọc hết yeah, là... yeah. Và một lần nữa anh Phương đã đi thẳng vào vấn đề của chúng ta đó, chúng ta không có nên nghe, nghe cũng là một cái tốt, nhưng phải tìm hiểu phải Minh Phương. Yeah. Thì à, muốn tìm hiểu thì phải như thế nào? Chúng ta phải tìm đúng người, tìm đúng thầy, tìm đúng đúng sách mà đọc. Đó là cái mà quan trọng nhất như anh Phương vừa giới thiệu cái văn hóa cũng như một cái nếp sống ở Mỹ là vậy tại sao người Mỹ người ta gặp nhau người ta không có bao giờ hỏi thăm những cái chuyện gia đình hay là những cái chuyện mà uh, cái chuyện mà của người này người nọ hay là cái chuyện ở ngoài xã hội bởi vì những cái đó nó đã có trên TV trên truyền hình rồi thành ra bởi những cái mà trên đó mới là những cái chính xác hơn phải không quý vị thì thời gian để mà chúng ta tìm hiểu chúng ta phải focus vào chỗ nào muốn giỏi phải học kiếm thầy giỏi phải không anh Phương? <laughs> you lost me for a little bit, but uh, <laughs> Phương, Phương không dám nhận Phương là thầy giỏi, nhưng mà Phương nghĩ rằng uh, những cái điều mà Phương dạy uh, trong lớp đó, thì uh, nếu mà các bạn làm theo trên đường dài các bạn sẽ thành công và cái tương lai tài chính của các bạn sẽ khá hơn rất là nhiều. Ha? Uh, lúc mà phương, phương, phương nói chuyện với uh, anh thomas ở đây nói là mình sẽ làm cái show tên là rủng rỉnh tv đó thì ảnh uh, đề nghị là thêm hai chữ uh, làm giàu lên vô trong cái tên của cái show uh, phương không thích lắm tại vì sao tại vì phương không muốn các bạn ngộ nhận rằng uh, phương chỉ các bạn uh, làm giàu qua đêm uh, người mỹ gọi là get rich quick scheme đó uh, mà mà phương muốn cho các bạn hiểu rằng à, làm giàu không phải là một điều vượt ngoài tầm tay của à, người khác của, của 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 chúng ta của chúng ta đấy bất cứ một người nào nếu có cố gắng đều có thể làm giàu được cả đấy không và phương trong cái chương chương trình này và những cái chương trình tới phương sẽ chứng minh những cái điều đó dần dần cho các bạn ha à, nhưng mà như vậy bây giờ phương 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 uh, có một vài cái con số mà Phương chuẩn bị cho cái buổi nói chuyện đầu tiên này Phương muốn chia sẻ với các bạn Thấy không uh, các theo như cái uh, một uh, một chỗ một cái viện kinh tế đường hướng của <laughs> phương dịch từ chữ tên của Mỹ của nó là economic uh, policy uh, Institute đó, thì hiện nay gần phân nửa những gia đình ở Mỹ này hoàn toàn không có một đồng bạc nào để dành tiền cho uh, về hưu cho cho cái retirement của người ta cả gần phân nửa những là anh gia đình nói anh, ở anh Mỹ, nói tất cả những cả nước Mỹ hay là anh chỉ cả nói riêng Mỹ, cho cộng đồng cả Việt nước Nam Mỹ. no 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 no, no. Cái, không, mình mình không có những cái con số cho riêng cộng đồng Việt Nam yeah. số này cho cho toàn nước Mỹ uh, và nếu mà bây giờ mình đi sắp mình uh, cái, cái 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 tiếng Mỹ nó gọi là uh, median đó, median. Median không phải là trung bình ha. Nếu mà người nào mà dịch là trung bình người đó dịch sai. Đấy, trung bình là average hoặc là mean. Còn cái chữ này là median. Median có nghĩa là trung điểm, có nghĩa là thí dụ bây giờ uh, mà có tổng cộng ở trên nước Mỹ này có uh, 200 triệu gia đình đi, phải không? Thì uh, họ nói ok, gia đình này đã để dành được Zero đồng, Zero đồng, Zero đồng. À, họ sẽ sắp hạng từ nhỏ đến lớn đấy à, và được một đồng, được hai đồng rưỡi, được 8 đồng. thí dụ họ sắp lên tới được 8 triệu uh, tuốt ở trên, thấy không? Yeah. và và họ bắt ngay cái điểm chính giữa sắp dài về này không? bắt ngay điểm giữa cái đó gọi là median point, đấy, cái điểm giữa đó thì hiện giờ trên toàn nước Mỹ cái median cái số tiền mà bà con để dành được cho cái retirement đó là chỉ 5 ngàn đô mà thôi Egg. quá nhỏ không quá, anh Quá quá uh, xá nhỏ, yeah. thấy không? Tại vì tại vì để để phân cho các bạn vài con số cho các bạn thấy rằng tại sao mà mình cần phải để dành tiền cho retirement. Đấy. Right. Nếu mà các bạn chỉ trông cậy vào Oh lo gì mà mốt tôi retire tôi có tiền social security. Yeah. By the way, anh có biết đó là cái tuổi mà uh, legally mình retire mà mình được full benefit hiện giờ là bao nhiêu không? 67 phải không anh? À, chưa chưa chưa. Uh, hiện giờ đó là nếu mà mình muốn Uh, retire mà được hưởng full benefit đó. Uh, thì là, là cái tuổi đó là phải là 66 tuổi. 66. Uh, 6 tuổi. Những người nào mà sanh ra uh, sau năm 1960, có nghĩa là anh uh, anh, anh Thomas với yes. lại Phương đó là mình phải đợi tới 67 tuổi. 67. M mình mới được full benefit. Uh. Nào. Mai mốt lúc mà mình về hưu thì không biết làm sao? Lúc đó nó cũng được tăng lên tí xíu nhưng mà ngày hôm nay đó cái maximum cái tiền Social Security được mình mình nhận được đó là khoảng được có khoảng hình như hai ngày hai hàng ba vậy thôi con à, là... số của phương có thể không chính xác tại vì phương uh, chưa có về <laughs> <laughs> đấy nhưng mà hình như là cao nhất đó maximum đó là mới có hai ngàn mấy thôi dạ, thì uh, thì thật ra như anh phương đã nói đó quý vị uh, chúng ta để cứ uh, để ý vào cái điều đó chắc chắn là nó sẽ không đem lại cho mình một cuộc sống tốt sau khi mình uh, retire, thai phải không anh phương yeah. dạ đó chính là cái điều mà hôm nay chúng tôi uh, uh, đi sâu vào cái chương trình là vậy à uh, thì uh, thời gian của chúng tôi cũng uh, không có nhiều lắm thì uh, hy vọng quý vị uh, đón xem cái chương trình này hàng tuần thì uh, và quý vị sẽ hình dung ra được những cái gì mà quý vị cần thắc mắc hoặc cần hỏi thì uh, chúng tôi uh, quý vị nên đặt thẳng trong cái chương trình đây đây là chương trình đầu tiên phải không như các bạn thấy đó phương cũng uh còn rất là nervous vẫn còn rất là hồi hộp à, mặc dù có chuẩn bị chuẩn bị rất là nhiều những cái điều nói nhưng mà thật sự không ngờ là 30 phút nó qua nhanh như yeah. vậy <laughs> Ê, à, lần sau thì hy vọng à, cái chủ đề nó sẽ rõ ràng hơn và hơn nữa phương sẽ hy vọng rằng sẽ có sự đóng góp của các bạn mong các bạn sẽ gọi vô nhưng mà ngay bây giờ nếu mà các bạn có quan tâm đến cái tương lai tài chính của mình muốn về hưu trong huy hoàng thay vì về, về hưu trong điêu tàn phương mong rằng các bạn sẽ bỏ vài phút vô cái website rủng rỉnh com rủng rỉnh com ha để mà đọc những bài phương viết trong đó và phương càng mong hơn nữa là nếu mà các bạn chưa có am hiểu nhiều về đầu tư các bạn rất là nên ghi danh Uh, học cái lớp Stock Investing của Phương sẽ khai giảng trong vòng uh, khoảng một tháng nữa thôi là uh, ngày 8 anh, tháng 1. Anh, anh có cái ngày chưa anh? Uh, ngày 8 tới tháng dạ. 1 sẽ khai giảng ha. À, uh, quý vị, ngày 8 tháng 1 quý vị, đó là một cái lớp của anh anh Phương sẽ khai giảng cho cái năm 2017 không Minh Phương. Đúng rồi. Dạ. Thì uh, như anh Phương uh, đã giới thiệu cho quý vị uh, trước tiên quý vị nên uh, tham khảo trên cái website rungrinh.com. À, nếu mà các bạn muốn học cái lớp học đó đó thì các bạn phải vô cái website nó gọi là tôi sẽ giàu.com tôi nhắc lại nha tôi sẽ giàu.com rất là dễ nhớ tôi sẽ giàu.com yeah, đó các bạn ghi danh học à, thờ, à. thời gian cũng đã gần hết chứ quý vị thì à, xin nhắc lại đây là cái chương trình live show thì à, quý vị cũng biết một cái chương trình à, à, nói về tài chánh địa ốc cũng như về đầu tư thì à, rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem chương trình Uh, thì hôm nay là cái bữa đầu tiên thì uh, uh, chúng tôi cũng xin nhắc lại quý vị chương trình này luôn thực hiện hàng tuần vào thứ tư lúc 6 giờ giờ của California uh, rất mong quý vị uh, chuẩn bị cũng như uh, những câu hỏi và những cái thắc mắc để mình uh, đưa cái chương trình này cho nó hấp dẫn hơn uh, Mong các bạn sẽ trở lại xem vào 6 giờ uh, cho đến 6 giờ rưỡi ngày thứ tư tuần tới cảm ơn các bạn và quý vị à, nếu không có thời gian xem được tv thì quý vị có thể gửi email đến cho chúng tôi phươngatrungrinh com